Nước Mỹ sẽ trở lại lớn mạnh hơn và tốt đẹp hơn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết Thiên Chúa phước cho tất cả các bạn Cựu Tổng thống Trump rung chuông năm mới chỉ trích Pelosi, Đảng Dân Chủ và McConnell Đồng thời hứa hẹn một tương lai tốt đẹp hơn cho nước Mỹ Năm vừa qua tiếp tục là một năm càng quét của làn sóng tội phạm tại các tiểu bang dân chủ Nơi theo đuổi các chính sách cấp tiến theo đó, đã có hơn 500 vụ giết người tại tiểu bang Philadelphia do thị trưởng đảng Dân Chủ cầm quyền trong năm qua. Chicago cũng không chịu kém cạnh với 723 vụ. Hàng chục tiểu bang xem luật phá thai mới, lương tối thiểu có hiệu lực năm 2023. Ông Joe Biden thích hợp với viện dưỡng lão và bác sức nóng hơn là làm tổng thống. Không chịu thua kém năm 2021 của mình, ông Biden đã dành 40% thời gian năm 2022 ở Delaware trại david và các điểm đến trong kỳ nghỉ tin vui donald trump có thể trở lại facebook vào tháng 1 lực lượng vệ binh quốc gia thê xác thêm hai dặm hàng rào biên giới dự đoán làn sóng di cư tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây Molly Phan xin chào tái ngộ quý vị khán giả thân thương đang đến với bản tin Hoa Kỳ của The Saigon Post. Kính chúc quý vị và gia đình thật nhiều niềm vui, sức khỏe và bình an. Vừa rồi là những điểm tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Ngay sau đây, mời quý vị đến với phần tin chi tiết. Cựu Tổng thống Donald Trump đã đánh tiếng năm mới khi chỉ trích Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, Đảng Dân Chủ và lãnh đạo Thượng viện Đảng Cộng hòa Mitch McConnell khi ông hứa rằng Hoa Kỳ sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đây là năm mà Nancy Pelosi trở thành người phụ nữ đầu tiên mất hạ viện hai lần trong đời và mất hai trò lừa bịp luận tội mang tính đảng phái cao và thiếu sáng suốt. Trump viết vào đêm giao thừa trên Truth Social. Pelosi cũng đã không tuân theo khuyến nghị của tôi là có sẵn 10.000 đến 20.000 binh sĩ để bảo vệ DC khỏi cuộc biểu tình gian lận bầu cử vào ngày 6 tháng 1. Pelosi, một đảng viên đảng Dân Chủ California, trước đây từng là chủ tịch Hạ viện từ năm 2007 đến năm 2011 trước khi đảng Cộng Hòa nắm quyền kiểm soát Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2010. Chưa đầy một giờ sau khi chỉ trích Pelosi, Trump đã chúc năm mới hạnh phúc tới đảng Dân Chủ cánh tả cấp tiến, những người cuồng nhiệt theo chủ nghĩa mát, cùng với những người mà ông gọi là Rhinos không biết gì, đặc biệt là lãnh đạo thiểu số Thượng viện Mitch McConnell. Cựu Tổng thống Trump cho biết, các nhóm là những người đang làm việc rất chăm chỉ để phá hủy đất nước vĩ đại một thời của chúng ta. Quan trọng hơn, chúc mừng năm mới tới những người Mỹ yêu nước phi thường, dũng cảm và mạnh mẽ. Những người đã xây dựng, yêu thương và trân trọng nước Mỹ. Các nhà lãnh đạo thực sự của đất nước chúng ta sẽ luôn trung thành và trung thành với các bạn. Nước Mỹ sẽ trở lại lớn mạnh hơn và tốt đẹp hơn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thiên Chúa phước cho tất cả các bạn. Trong kết thúc bài viết của mình một cách lạc quan. Trump, người đã công bố chiến dịch tranh cử tổng thống của mình vào tháng 11, đã đăng một bài đăng khác vào đêm giao thừa gọi Hoa Kỳ là quốc gia đang suy tàn và nói rằng ông sẽ lại đưa quốc gia vĩ đại của chúng ta trở lại từ đống đổ nát mà đảng Dân Chủ để lại. Năm vừa qua tiếp tục là một năm càng quét của làn sóng tội phạm tại các tiểu bang Dân Chủ, nơi theo đuổi các chính sách cấp tiến. Theo đó, đã có hơn 500 vụ giết người tại tiểu bang 451 Philadelphia do thị trưởng Jim Kenney Đảng Dân Chủ cầm quyền trong năm qua, khiến năm 2022 trở thành năm thứ hai liên tiếp đạt ngưỡng ít nhất 500 vụ giết người tại tiểu bang này. Vào ngày Giáng sinh, Philly Tribune báo cáo thành phố có 500 vụ giết người và 6 ngày sau, vào ngày 30 tháng 12 năm 2022, người ta ghi nhận số vụ giết người đã tăng lên 514. Năm 2022 cũng được chứng minh là năm đầu tiên Philadelphia chứng kiến hơn 1.000 vụ cướp xe. Tờ Daily Pennsylvanian ghi nhận Kenneth Philadelphia đã vượt quá 1.000 vụ cướp xe trong năm, tính đến cuối tháng 9. Vào ngày 29 tháng 12 năm 2022, Văn phòng Biện lý quận DAO thông báo sẽ mở một đơn vị mới để truy tố những kẻ cướp xe hơi. DA Larry Krasner cho biết mục tiêu vừa là truy tố, vừa cho thanh niên cơ hội thứ hai nếu thấy phù hợp. Philip Tribune đã chỉ ra rằng số vụ giết người trong thành phố đã gia tăng đều đặn kể từ năm 2016, khi 268 người bị giết. Trước đó, Philadelphia của thị trưởng Kenny đã lập kỷ lục vào năm 2021 với 562 vụ giết người. Chicago Sun Times đưa tin rằng hai vụ bắn chết người xảy ra vào thứ Sáu bên trong một ngôi nhà ở dãy 8600 của đại lộ South Constant vào khoảng 10 giờ 35 chiều. Hai người đàn ông, một 23 tuổi và một 30 tuổi, đã bị bắn chết trong vụ việc và giờ sau, vào lúc 2 giờ 5 phút sáng thứ bảy những người đàn ông 38 tuổi, 28 tuổi và 26 tuổi bị bắn và bị thương khi bị một người đàn ông đi một mình tiếp cận trong một con hẻm ở khu phố 1400 phía bắc phố Honore. cả ba nạn nhân đều bị bắn nhiều phát. Họ đã được đưa đến bệnh viện, nơi hai người đang trong tình trạng nguy kịch và một người được coi là đang hồi phục. Chicago đã thống kê được 723 vụ giết người trong năm tính đến ngày 30 tháng 12 năm 2022. Sun Times đã quan sát thấy rằng hành vi trộm cắp xe cơ giới ở Chicago đã tăng 95% vào năm 2022 so với hành vi trộm cắp xe cơ giới vào năm 2021. Trộm cắp tăng 50%, trộm cắp tăng 10% và cướp giật tăng 10%. Hàng chục tiểu bang sẽ thấy những thay đổi lớn đối với luật phá thai và giới hạn mức lương tối thiểu có hiệu lực sau khi Hoa Kỳ rung chuông bước vào năm 2023 vào thứ Bảy. Các tiểu bang cực tả như California và New York sẽ bắt đầu thực thi các biện pháp bảo vệ mới đối với quyền phá thai trong tuần này. Trong khi Tennessee sẽ bắt đầu yêu cầu đơn thuốc của bác sĩ đối với tất cả các loại thuốc phá thai. Trong khi đó, những người lao động được trả lương tối thiểu đang được tăng lương ở 23 tiểu bang và một số tiểu bang khác sẽ bắt đầu thực thi các thay đổi đối với chính sách chất cấm ACOS đưa tin hôm Chủ nhật các tiểu bang đỏ và xanh đã có những hành động tích cực để hạn chế và bảo vệ việc tiếp cận phá thai trong những tháng kể từ khi có phán quyết của tòa án tối cao trong vụ Dobbs kiện Jackson. Hơn một chục tiểu bang do đảng Cộng hòa lãnh đạo đã ban hành luật kích hoạt, hạn chế nghiêm ngặt hoặc cấm hoàn toàn việc phá thai chỉ vài tuần hoặc vài tháng sau khi phán quyết được đưa ra. Đảng Dân Chủ cũng tranh giành quyền tiếp cận phá thai ở các tiểu bang của họ, cũng như tạo điều kiện đi lại cho những phụ nữ muốn phá thai nhưng sống ở tiểu bang mà họ không thể có được. Tổng thống Joe Biden đã tìm cách thông qua luật liên bang quy định quyền được phá thai trong tháng này, nhưng đảng Dân Chủ đã mất quyền kiểm soát Hạ viện, khiến việc thất đức này không thể thực hiện được. Như Saigon Post đã đề cập nhiều lần trước đây, rõ ràng rằng Tổng thống Joe Biden thích hợp với viện dưỡng lão và bác súp nóng hơn là làm Tổng thống. Không chịu thua kém năm 2021 của mình, ông Biden đã dành gần 40% thời gian của năm 2022 ở Delaware, trại David và các điểm đến trong kỳ nghỉ. Một phân tích của Daily Caller về lịch trình công khai năm 2022 của Biden cho thấy tổng thống đã dành 92 ngày tại một trong các cơ sở kinh doanh ở Delaware của mình và 32 ngày tại trại quân sự David. Ông Biden cũng đã đi nghỉ 7 ngày ở Nam Carolina, 5 ngày ở Nantucket và 5 ngày ở quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ, nâng tổng số ngày đi nghỉ của ông lên tổng cộng 141, tương đương 38,6% trong cả năm nắm quyền của ông các tổng thống trước đây cũng đã thực hiện các chuyến đi nghỉ ngơi đến các địa điểm yêu thích của họ, bao gồm Donald Trump tới Mar-a-Lago và New Jersey, Barack Obama tới vườn nho Martha và George Bush tới trang trại của ông ở Texas. Tuy nhiên, con số của Biden đang trên đà vượt xa mọi tổng thống. CNN đưa tin sử dụng dữ liệu do cựu phóng viên Tòa Bạch Ốc của CBS Mark Noller tổng hợp. Ông Biden có tiền sử không trả tiền cho những bất động sản sang trọng mà ông đi nghỉ. Tổng thống Mỹ đã dành một tuần vào tháng 8 để đi nghỉ cùng gia đình ở đảo Kiowa, Nam California, trong khi ở tại biệt thự trị giá 20 triệu đô la của nhà tài trợ đảng Dân Chủ, Maria Orwin, tờ New York Post đưa tin. Tại quần đảo Virgin, Tổng thống nghỉ tại biệt thự St. Croix của vợ chồng Bill và Connie Neville. Biden đã không trả tiền cho kỳ nghỉ của ông và đệ nhất phu nhân Jill Biden tại khu đất tươi tốt có hồ bơi dưới đất, tờ báo đưa tin. Công ty mẹ của Facebook sẽ sớm công bố quyết định về việc có khôi phục tài khoản của cựu tổng thống Donald Trump trên nền tảng này hay không. Theo một báo cáo vào Chủ nhật, Meta sẽ thông báo liệu cựu tổng thống Trump có lấy lại quyền truy cập vào tài sản Facebook và Instagram của mình vào cuối tháng 1 hay không, đẩy lùi thời hạn trước đó là ngày 7 tháng 1, Financial Times đưa tin. Trước đó, ông Trump đã bị cấm trên cả hai nền tảng kể từ sau hậu quả của việc những người ủng hộ ông xông vào Điện Capitol của Hoa Kỳ vào tháng 1 năm 2021. Chủ tịch các vấn đề toàn cầu của Meta, Nick Clegg đã tổ chức một nhóm để xem xét việc phục hồi của Trump. Theo Financial Times, Clegg trước đó đã chỉ ra vào tháng 10 rằng công ty đang xem xét mạnh mẽ việc chấm dứt lệnh cấm. Chúng tôi tin rằng bất kỳ công ty tư nhân nào và điều này thực sự không phụ thuộc vào quan điểm cá nhân của một người về Donald Trump, nên hành động hết sức thận trọng khi tìm cách về cơ bản làm im lặng các tiếng nói chính trị, ông nói vào thời điểm đó. Hội đồng quản trị của Facebook lần đầu tiên chọn duy trì lệnh cấm 2 năm đối với tài khoản của Trump vào tháng 6 năm 2021, đặt ngày hết hạn tiềm năng vào ngày 7 tháng 1 năm 2023. Trump vào tháng 11 đã lấy lại quyền truy cập vào tài khoản Twitter của mình sau khi tỷ phú Elon Musk mua lại nền tảng này. Tuy nhiên, Trump vẫn chưa sử dụng tài khoản của mình, nói rằng ông ấy dự định chỉ sử dụng nền tảng Truth Social của mình, nơi mà lượng người theo dõi của ông ấy chỉ bằng một phần nhỏ so với những gì ông ấy có trên Twitter. Tôi sẽ không sử dụng Twitter, tôi sẽ tiếp tục sử dụng Truth. Ông Trump nói với Fox News vài tháng trước khi Elon mua công ty. Tài khoản Facebook của cựu tổng thống Trump có khoảng 34 triệu người theo dõi, tài khoản Instagram của ông có 23,3 triệu người theo dõi. Bài đăng cuối cùng của ông trên Facebook là vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Tôi yêu cầu mọi người tại tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ giữ hòa bình, không bạo lực. Hãy nhớ rằng, chúng tôi là đảng của luật pháp và trật tự hãy tôn trọng luật pháp và những người đàn ông và phụ nữ vĩ đại của chúng ta. Xin cảm ơn. Trích bài đăng cuối cùng của cựu tổng thống trên Facebook. Lực lượng vệ binh quốc gia Texas đã dựng thêm hai dặm hàng rào biên giới trong bối cảnh các cuộc chiến pháp lý đang diễn ra xung quanh chặng cuối của tiêu đề 42, tức những hạn chế đối với người nhập cư do Covid và sự gia tăng dự đoán về di cư bất hợp pháp. Các lính canh đóng quân ở El Paso Texas, nằm ở phía tây của tiểu bang có biên giới với Mexico, đã xây dựng các hàng rào và đang lên kế hoạch tạo ra nhiều hàng rào hơn. Theo ADN America, thị trưởng của El Paso đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào đầu tháng 12 sau khi có thêm người di cư đến. Điều này đã làm cạn kiệt nguồn lực của thành phố. Lực lượng vệ binh quốc gia sau đó đã được triển khai để hỗ trợ chính quyền địa phương đang gặp khó khăn. Kỷ lục 2,4 triệu người di cư đã vượt biên trái phép trong năm tài chính 2022 với tổng số gần 4 triệu kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức. Những con số này dự kiến sẽ còn tăng hơn nữa nếu chính phủ thành công trong nỗ lực chấm dứt tiêu đề 42. Tiêu đề 42 là một quy tắc y tế công cộng cho phép trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh CDC làm việc với các cơ quan biên giới đình chỉ nhập cảnh và nhanh chóng trục xuất người di cư nếu họ đến từ một quốc gia được biết là có bệnh truyền nhiễm, tức là COVID-19. Ước tính có khoảng 2,5 triệu người di cư đã bị trục xuất theo quy định này. Tòa án tối cao đã tạm thời ra lệnh giữ nguyên tắc này trong khi chờ các cuộc tranh luận dự kiến diễn ra vào tháng 2 năm 2023, mặc dù quyết định của tòa án dự kiến sẽ không được đưa ra trước tháng 6. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Thay mặt ban biên tập, Molly cảm ơn quý vị đã chọn The Second Post là nơi để cập nhật tin tức nhanh chóng và chân thực. Hy vọng quý vị sẽ tiếp tục dành tình cảm yêu mến cho kênh mới bằng cách nhấn vào nút like, share cũng như đăng ký kênh. Một lần nữa chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an. Xin kính chào và hẹn gặp lại.